Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 500 tốc cần ren, một tốc cần ren đá lít sàn Bobit và lít Uniswap và có ghép cô các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn Lý Phương Liên mô tả mình tham gia chat chatbot nè bạn. Mỗi một lượt ghép thì các bạn nhận được 40 ren. Các bạn bấm vào continue nha các bạn. Nhập số lượt captcha 44 cộng 2 bằng 46. Các bạn gì copy link rồi thôi. Các bạn gửi chatbot nha bạn. Tiếp tục thì nhiệm vụ thì các bạn join kênh group kênh seller cho nhiệm vụ đầu tiên anh các bạn, các bạn join tao rồi các bạn bắt đầu lên nha bạn, rồi các bạn join tiếp kênh seller anh các bạn. À lộn mấy các bạn ơi, tiếp đi kênh gấp rồi thì dân tiếp kênh trailer chứ. Rồi các bạn xin vào kênh trailer nha, hiện tại có 8.900 người theo dõi tại Twitter thì bạn follow và tại Twitter nha bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và tao quyết lại nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với chocolate, mang sơ wallet, các bạn copy địa chỉ SH mình nha các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Bạn bấm đoan nha bạn. Rồi bấm đoan tiếp tục nha bạn. Tiếp tục các bạn điền username từ Twitter nha bạn, cộng MMO của anh nha các bạn. Rồi bấm đoan tiếp nha bạn. Rồi tiếp tục thì bạn ăn dán địa chỉ này C20 này bạn copy nha bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 500 ren này các bạn. Bấm reset lên nè bạn. Các bạn gì có những dép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.